mấy năm nay rồi chứ không phải là mới đây. Họ không những họ chỉ in hình lưỡi bò mà họ còn ngay cả mẫu giáo họ cũng làm những cái loại mà cách dành cho trẻ em tôn màu á, tiếng Tàu trong đó. Cô có thấy mấy người phụ huynh họ mua sách tôn màu cho trẻ em mà bằng tiếng Tàu là cô đã nói rồi. Cô nói tại sao không mua sách tôn màu cho trẻ em bằng tiếng Việt, mua tiếng Tàu. Rồi họ vô tư á, người Việt Nam mình vô tư á, ít biết những cái chuyện mà tình hình của đất nước này kia. Một phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 khác không muốn nêu tên, bày tỏ lo ngại. Do cái bên quản lý thị trường họ làm không chặt, trong mắt của anh thì thực sự người Việt Nam nào cũng thế, chả ai là đồng ý cái đường lưỡi bỏ của Trung Quốc cả, nó quá vớ vẩn là phi lý. Nhưng mà cái truyền đạt của các giáo viên là rất quan trọng. Thực sự nếu mà các giáo viên mà nhận thức được vấn đề này rất tốt, mà người ta có một cái hệ tư tưởng và họ luôn luôn hướng dẫn con cái mình hoặc là các cháu, các học sinh của mình là đấy, đất nước ta như thế thì cái tư tưởng đấy nó ăn sâu vào. Lưỡi bò là đường đứt khúc 9 đoạn do Trung Quốc đơn phương vạch ra ở Biển Đông để tuyên bố chủ quyền phần lớn vùng biển giàu tài nguyên này. Đây là khu vực Trung Quốc còn tranh chấp chủ quyền với một số nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Tòa trọng tài quốc tế La Hay vào năm 2016 đã bác bỏ tính hợp pháp của đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đây không phải là một trường hợp hiếm hoi sách báo lưu hành ở Việt Nam in bản đồ có hình lưỡi bò của Trung Quốc, hoặc có các yếu tố Trung Quốc được đưa vào một cách không hợp lý, mà đối tượng bị nhắm đến phần lớn là trẻ em. Trước đây, cuốn Tiếng Hoa dành cho trẻ em của nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị phát hiện có in bản đồ lưỡi bò. Trong bài học 14 in các hình ảnh kèm từ khóa như Bắc Kinh, quốc kỳ và phần từ khóa Trung Quốc, in hình bản đồ Trung Quốc và vùng đảo xung quanh, trong đó có phần chồng lấn chủ quyền với Việt Nam và các quốc gia khác. Bộ sách tham khảo phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ của nhà sách Hương Thủy cũng phải sửa lại, với lá cờ Trung Quốc cắm trên cổng trường bị yêu cầu xóa đi. Chỉ khi dư luận lên tiếng phản đối, các nhà xuất bản mới cho thu hồi và chỉnh sửa lại các cuốn sách này. Hầu hết những tài liệu này là của tác giả người Trung Quốc và được Việt Nam dịch sang tiếng Việt. Theo nhà hoạt động Lã Việt Dũng, thành viên đội bóng No You chống đường lưỡi bò của Trung Quốc, thì sự lòng lèo của cơ quan chức năng đã để tiếp diễn tình trạng này. Vâng, thứ nhất tôi nghĩ rằng đây là cái sự vô trách nhiệm của những người in ấn. Bởi vì là cái việc mà họ nhầm như thế này thì rất nhiều khả năng là họ bê nguyên si tài liệu của Trung Quốc về và họ chỉ dịch sơ sài lại và họ cho xuất bản ở Việt Nam. Vấn đề thứ hai là vấn đề là cái đặt câu hỏi về cái cơ quan kiểm duyệt ấn phẩm báo chí của Việt Nam. Những cái tài liệu mà nhạy cảm mà ảnh hưởng đến quyền lợi của Đảng Cộng sản hay của chính quyền thì họ kiểm duyệt rất là gắt gao. Nhưng mà những cái mà xâm phạm nghiêm trọng về chủ quyền dân tộc hay là gây những cái điều bất lợi cho cái nhận thức của người Việt Nam về Trung Quốc thì họ lại rất là lỏng lẻo. Những năm gần đây, chính phủ Hà Nội siết chặt việc kiểm duyệt các thông tin trên mạng, đặc biệt nhắm vào giới có quan điểm chính trị khác với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ quan chức năng thường xuyên gây áp lực với các hãng thông tin lớn như Facebook, Google, YouTube, yêu cầu họ phải tháo gỡ những tài liệu, video mà Việt Nam cho là độc hại. Đây phần lớn là những thông tin clip bày tỏ quan điểm chính trị bất đồng với chính quyền Hà Nội. Riêng năm ngoái, hơn 3.000 clip được nói có thông tin độc hại ở Việt Nam đã bị YouTube gỡ bỏ, trong tổng số hơn 8.000 clip mà Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu. Giáo viên tiểu học chúng tôi có dịp tiếp xúc vừa rồi nói rằng mặc dù phía chức năng thường giải thích là do sơ suất, không để ý bản đồ lưỡi bò, nhưng cô không tin vào lý do này. Chỉ là họ chấm chế thôi, sơ suất gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong nội bộ của Đảng Cộng sản là có phe là chấp nhận làm nô lệ cho Tàu. Tôi thì cho rằng là Trung Quốc thì rõ ràng họ có âm mưu. Còn Việt Nam thì họ tiếp tay thì âm mưu đấy bằng sự lỏng lẻo và sự thờ vô trách nhiệm của họ. Chứ còn mưu kế thì tôi cũng không nghĩ đến mức là họ trắng trợn họ làm như vậy. Mà rõ ràng là nhiều khi là đối với các nhà xuất bản ở Việt Nam họ chỉ chạy ra lợi nhuận thôi, họ thấy chỗ nào rẻ họ in. Ngoài việc sử dụng chiến lược truyền bá tư tưởng cho trẻ em như ông Lã Việt Dũng nhận định, Trung Quốc còn thực hiện nhiều mưu mẹo khác nhằm đem hình ảnh đường lưỡi bò vào lãnh thổ của Việt Nam. Chẳng hạn như khách du lịch mặc áo in hình lưỡi bò, ban phát tờ rơi có hình này tại các khu du lịch, dùng hộ chiếu có đường lưỡi bò để quá cảnh vào Việt Nam.